Thiên Hào Audio xin kính chào tất cả quý khách. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những bộ dây tín hiệu chất lượng cao. Và như mình đã giới thiệu từ những số lần trước, dây Analysis Plus có chất lượng âm thanh rất tốt, vượt trội so với giá thành. Chất lượng gia công cũng cực kỳ tốt và ngoài ra nó hoàn toàn được sản xuất tại Hoa Kỳ dù ở bất kỳ mức giá nào. Thì như chúng ta đã biết thì hãng là đã có từ năm 1993 và có những cái nghiên cứu khoa học để làm dây sao cho có hiệu quả nhất về âm thanh. Trong đó thì cái cấu trúc dây hình oval rỗng là một cái thiết kế độc quyền của hãng và được đo đạc và tính toán hết sức là kỹ càng để thực sự là đem lại chất lượng tốt từ cái thiết kế. Và ngoài ra cái bộ dây này nó đặc biệt ở chỗ, tất nhiên là nó được sản xuất tại Hoa Kỳ nhưng mà nó được ghi với cái dòng chữ là Made with Solo Creston Cooper, tức là hãng tự hào với cái bộ dây này là nó được làm bằng cái chất liệu là đồng nguyên chất cực kỳ là ưu việt. Đây, tức là cái chất đồng cực kỳ tốt cộng với cả cái thiết kế xoắn dây và làm dây hình oval rỗng rất là đặc sắc của hãng. Đó chính là những điều tạo nên cái thương hiệu dây cực kỳ tốt so với giá thành. Và khi các quý vị các bạn sử dụng bộ dây này, nó sẽ đem lại được âm thanh cải thiện đáng kể cho bộ dàn của quý vị và các bạn. Chúng ta có thể nhìn cái phần bảng dây tín hiệu ở đây để thấy được các cái dòng sản phẩm rất là phong phú của hãng. Thì chúng ta đã đi từ những cái bộ dây cơ bản như Oval One, Chocolate đến Cooper. Và chúng ta đang có ở đây là sợi dây Solo Creston. Nó là dòng nhì bảng hãng và chỉ dưới model là Silver Oval. Và chỉ với cái dòng nhì bảng của hãng thôi là quý vị các bạn đã có thể tận hưởng cái chất lượng âm thanh nó vượt trội hơn rất là nhiều so với những cái bộ dây loại thường hoặc là không rõ nguồn gốc xuất xứ. Và hoàn toàn có thể áp dụng được trong những cái bộ dàn có giá trị lớn, có thể đi từ vài chục triệu đến cả trăm triệu mà vẫn đạt được hiệu quả chất lượng âm thanh rất cao. Sử dụng dây Analysis Plus là một cái đầu tư rất hiệu quả. Nó đem lại được một cái độ bền tuyệt vời và âm thanh cũng không thay đổi theo thời gian. Sản phẩm của Analysis Plus lúc nào cầm lên cũng có cảm giác rất là đáng tin cậy. Và ngoài ra với một mức giá không hề lớn, chỉ khoảng 11 triệu 400 ngàn đồng cho một bộ dây chất lượng tốt đến như vậy tại Thiên Hào Audio, số 42 ngõ 178 Thái Hà Nội. Kính mời quý vị các bạn chúng ta hãy qua trực tiếp showroom cửa hàng để lựa chọn được cho mình những bộ dây tín hiệu tuyệt vời nhất cho bộ dàn. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.